Chị nào mà mình đang coi em thì mình chấm một chấm cho em thấy để tương tác cùng với em nha các chị ơi. Rồi, các chị ơi, hôm nay mình đừng có quên là mình vào xem livestream của em để được nhận những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn nha. Và chỉ có trong cái livestream của em này mới có thôi. Rồi, đầu tiên á thì chị nào mà mình đang xem em là mình chấm một chấm để tương tác cùng với em, để cho em có thể thấy cái chị yêu của em ha. Tại vì nhiều khi á mọi người ở trong livestream á, mọi người comment mà bình luận mình bị ẩn, em không thấy mọi người được, cho nên thành ra là không có tặng quà cho mọi người được ha. Rồi, bây giờ là chưa thấy bình luận của ai nè, các chị cứ chấm liên tục cho em tới khi nào em thấy nha các chị ơi. Hôm nay phần quà của mình sẽ là một cái phần quà rất là hấp dẫn và giá trị của phần quà này là tới 600 ngàn mọi người ha. Giá trị của phần quà hôm nay lên tới 600k lận nha. Rồi, có ai đang coi chưa ạ?